Qua câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, cho con hỏi niệm buông trong khi hành thiền được trích trong bài kinh nào và thực hành liên tục có thể chứng đắc đạo quả không? Sutta Sencho ha. Nếu quý vị hỏi trong bài kinh nào thì rất khó trả lời. Tại vì á, cái cụm từ á, là nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, quý vị thấy ở trên màn hình á, nó có rất nhiều ở trong kinh nha. Cái cụm từ đây đó, cái từ nó là còn cái Pali, sự tìm nè, cái từ Pali của nó là Nirodha ha. Nó nhiều lắm cho nên sư chỉ tìm ở trong cái trung bộ thôi nghe, tại vì nhiều dữ lắm. Tức là cái sự mà nhàm chán từ bỏ đó. Cái từ bỏ đây nè. Nó nhiều dữ lắm luôn. Cho nên là quý vị hỏi trong bài kinh nào thì sư nói là hầu hết trong rất nhiều bài kinh. Đây nè. Tăng ha năng kha giá vi ra ga ni ro tha cha ga. Thì cái này đó có nghĩa là cái sự đoạn trừ tham ái, từ bỏ tham ái nhàm chán, tham ái xả ly tham ái. Thì đó, ở trong kinh nói như thế, nhưng mà khi thực hành mình thực hành như thế nào? Thực hành bằng cách là mình buông. Nhiều cách để thực hành lắm. Thì cái niệm buông á, nó là một cách ứng dụng của cái câu kinh này. Tức là mình tu làm sao mà để mình đi tới cái sự nhàm chán, sự ly tham, sự từ bỏ. Cái ly tham này là gì? Là sự từ bỏ những cái tham ái, những dính mắc, những cột trói. Mình từ bỏ nó đi, làm sao để mình hiểu được nó, mình nhàm chán nó, mình bỏ nó, mình từ bỏ nó đi là được. Có nhiều cách để từ bỏ. Chúng ta tu tập thiền chỉ, chúng ta tu tập thiền quán tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta hiểu ý nghĩa của lời nói. Và cái cách mà sử dụng cái từ buông, nó chỉ là một cách ứng dụng cho việc này thôi. Nó cũng là một cách đó thôi. Thế cho nên nếu mà quý vị hỏi sư nó nằm ở chỗ nào thì làm ơn là phước đi tìm giùm sư. Nó nhiều dữ thần lắm thưa quý vị. Nó nhiều lắm. Đây nè, quý vị tìm ngó ở trong cái chỗ mà cái màn hình mà sư nói. Ngay trong trung bộ kinh nó đã có 205 chỗ có đề cập tới cái này rồi. Trung bộ thôi nghe. Nó chưa kể tới những bài kinh khác. Nhiều lắm. Cho nên quý vị hỏi sư thì sư thôi làm ơn làm phước tìm giùm sư. Nó nhiều dữ lắm. Rồi cái chuyện thực hành liên tục có đưa đến sự chứng đắc đạo quả hay không thì chúng ta qua cái trang này ha. Đây nè. Cái việc tu tập của mình á, nó khi nó đã hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh thì hướng tới thắng trí giác ngộ niết bàn. Nếu chúng ta thường xuyên sống tu tập để chúng ta từ bỏ mọi ràng buộc thì chúng ta ly tham, chúng ta sẽ đi đến thắng trí giác ngộ và niết bàn. Cụ thể như thế nào thì đó là việc thực hành chỉ và quán. Tại sao cái việc mà niệm buông á, nó mang tính là nó nhất thời chứ nó không có lâu dài đối với hành giả? Đổi camera.
không có tính lâu dài đối với hành giả. Tại vì sao? Tại vì vị hành giả ban đầu khi mà vào khóa tu, sư hướng dẫn điểm buông là vị đó vẫn chưa có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chỉ và quán, cho nên cái khả năng buông bỏ của vị đó đó nó còn yếu kém. Mà khi mà vị hành giả thực hành chỉ và quán thì nhờ có sự quan sát pháp, nhờ có sự thực hành pháp, tâm vị ấy định hơn và vị ấy có khả năng buông bỏ được tốt hơn, thì nhờ chỉ và quán đó thì vị ấy mới thực hành được tốt khả năng từ bỏ, và đương nhiên nó sẽ hướng đến thắng trí giác ngộ và niết bàn. Cho nên á, là nếu quý vị thực hành liên tục theo cái phương pháp mà chỉ và quán, mà đương nhiên ngay từ đầu mình có thể mình buông bỏ được các cái gánh nặng đó, thì đương nhiên có thể chứng đắc đạo và quả. Quý vị có thể hỏi là sư có thể đưa ra ví dụ hay không? Thì ở trong kinh quý vị còn nhớ nàng Pattachara, nàng là người mà trong một đêm mưa chết mất chồng nè, rồi lội qua sông là mất con nè, rồi về tới nhà là mất nhà cửa nè, mất cha mẹ nè, mất anh em nè. Bà bị điên lên được, bà đi tới và gặp lang thang du kỳ viên. Đức Thế Tôn nói câu gì? Cái nước mắt mà con khóc ở trong dòng sanh tử luân hồi nó còn nhiều hơn bốn biển, bây giờ con còn khóc nữa hay sao? Khi bà nghe như vậy, bà tỉnh và bà buông hết tất cả những cái sự trói buộc đó. Bà buông hết, tại vì nghĩ cái chuyện mình làm hồi xưa giờ trong dòng luân hồi nó vô ích, buông hết. Và khi đó, bà lắng nghe lời dạy Thế Tôn và bà xuất gia, sau đó bà tu tập, bà đi đến sự giác ngộ giải thoát. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, ông Hoàng, một cái vị quan cận thần, khi mà được nhà vua tặng một cô vũ nữ, quý vị xem ở trong chú giải pháp cú, được nhà vua tặng một cô vũ nữ thì vị quan cận thần này rất là vui. Nhưng mà cô vũ nữ này á, cổ múa rồi cổ mệt quá, rồi cổ lăn đùng rồi cổ chết. Vị quan cận thần rất là buồn, tại vì mất một cái cô vũ nữ thiệt là đẹp, thiệt là giỏi, buồn lắm. Thì mới đi tới gặp Thế Tôn. Thế Tôn nói cái gì? Cái gì? Ái là nhân sanh khổ. Cái gì? Ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu muộn, ai không còn ái dục không lo âu sầu muộn. Có không? Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói là cái vị quan này đó, hãy bỏ đi cái lòng tham ái đối với cái cô vũ nữ đó, thì tự nhiên là không lo âu không sầu muộn. Cho nên cái sự hướng dẫn của sư là có căn cứ, không phải không có căn cứ. Sư qua câu hỏi tiếp theo.